Lược sử thời gian, A Bright History of Time Tác giả, Stephen Hawking Dịch giả, Cao Chi và Phạm Văn Thiều Lời mở đầu của Ếch Quyết Chào mừng các bạn đến với kênh sách nói của Ếch Quyết Trong hành trình khám phá tri thức, có lẽ không gì thú vị hơn việc được lắng nghe những câu chuyện, những kiến thức mới mẻ qua từng trang sách Với mong muốn mang đến cho các bạn một trải nghiệm học hỏi và giải trí tuyệt vời, Ếch Quyết đã quyết định thực hiện dự án sách nói này cuốn sách đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lại lược sử thời gian dịch của Stephen Hawking. Đây là một tác phẩm kinh điển, mở ra cánh cửa đến với những bí ẩn của vũ trụ, từ vụ nổ lớn đến lỗ đen, từ lý thuyết tương đối đến cơ học lượng tử. Với giọng đọc truyền cảm và sự nhiệt huyết, Ếch Quyết hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những giây phút thú vị và bổ ích. Hãy cùng Ếch Quyết bước vào hành trình khám phá vũ trụ và những điều kỳ diệu của nó qua từng chương sách. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời và bổ ích cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ hãy cùng bắt đầu nào